Hôm nay bạn là mình sẽ thảo luận cho chúng ta một cái phần tiếp theo ở đây liên quan tới việc là chúng ta sẽ xây dựng một cái mạng wifi. Và lúc này bây giờ bạn là mình sẽ phân tích cho chúng ta là một số cái vấn đề hiện tại đang gặp phải trong cái mạng wifi và cái việc mà các cái kỹ sư hiện tại hoặc là các nhà cung cấp thiết bị hiện tại bây giờ họ khắc phục mà nó sẽ gây ra chúng ta một số cái vấn đề hiện tại trong thực tế. Vậy thì ở đây bạn, thì khi mà chúng ta xây dựng một cái mạng wifi như vậy thì lúc này cái quan trọng nhất các bạn vẫn là cái người thiết kế và người vận hành trong ta. Thực tế mà nói bạn, khi mà chúng ta xây dựng một cái mạng wifi dành cho một cái văn phòng chắc chắn sẽ khác biệt với việc là chúng ta sẽ xây dựng một mạng wifi dành cho gia đình hoặc là dành cho cái khu vực ngoài trời hoặc là trong một cái khu vực có số lượng người dùng đông, chẳng hạn như là trong một cái rạp chiếu phim hoặc là một sân vận động. Và thì đối với trong trường hợp này bạn, là chúng ta sẽ có một cái yêu cầu tiên quyết là cái người thiết kế cho cái mạng wifi bạn là người ta phải có tầm nhìn. Cái tầm nhìn tức sao? Tức là họ sẽ nhìn ra, chúng ta biết được là sẽ có một số cái vấn đề nào có thể xảy ra trong khi mà chúng ta triển khai và chúng ta sẽ vận hành hạ tầng wifi chúng ta, và lúc này họ sẽ đưa ra chúng ta một số lời khuyên. Và thì lúc này bạn, ở đây thì các kỹ sư giúp họ sẽ tổng hợp lại hết tất cả các vấn đề, và hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với chúng ta trực tiếp về vấn đề là những vấn đề gặp phải trong mạng wifi và cái cách chúng ta xử lý. Và thì đầu tiên bạn, ở đây là mình sẽ tập trung, chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua một số xíu về một số công nghệ, và lúc này mình sẽ đưa cho chúng ta một hỏi để chúng ta lựa chọn đâu sẽ là nhà sản xuất hoặc đâu sẽ là nhà cung cấp thiết bị tốt nhất cho chúng ta. Rồi bây giờ bạn, là mình sẽ mời bạn mình cùng theo dõi sau bạn. Thực tế đó bạn, mình sẽ đưa ra một số cái vấn đề gặp phải, sau đó đưa ra một số giải pháp khắc phục. Và thì bây giờ bạn, ở đây là buổi hôm nay các bạn, là mình sẽ đề cập chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ xử lý các vấn đề trong mạng wifi bạn đây. Ở đây mình sẽ đề cập chúng ta nội dung là chúng ta sẽ xử lý các cái vấn đề ở trong các vấn đề bạn nó tồn tại trong mạng wifi bạn. Đó, ở đây mình sẽ đề cập đơn giản. Thì thực tế bạn, đây là cái phần của G-Hub. Bạn G-Hub là một cái mảng, thực tế là một công ty con của MVN. Cho lúc này bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho ông ta thấy một số vấn đề thực tế trong thực tế. Vậy thì bây giờ bạn, khi mà nó đưa ra những vấn đề này thì lúc này các nhà sản xuất thiết bị Xboy, hay ở đây mình hay gọi là các nhà cung cấp thiết bị bạn, ở đây các nhà máy á, thì lúc này họ sẽ đưa ra ông ta một số cái công nghệ để xử lý cái này. Vậy bây giờ giả sử bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho ông ta một số cái ý như sau bạn. Đây một số cái ý đầu tiên. Giả sử bây giờ bạn, khi mà bạn xây dựng một mạng wifi bạn, bạn xây dựng một mạng wifi, nó sẽ sinh ra những vấn đề. Thì lúc này những nhà sản xuất là sẽ đưa ra chúng ta sẽ làm một số cái công nghệ để xử lý những vấn đề đó, hoặc là hỗ trợ xử lý, xử lý và hỗ trợ xử lý. Và thì lúc này bây giờ bạn, giả sử bạn, tí nữa bạn mình đưa ra ông ta bốn kho tầm vào mấy, mình xem bốn cái vấn đề đó. Thì lúc này khi bạn hỏi, bạn hỏi với cái ông mà ông bán hàng mình, bạn hỏi bốn câu đó xem nếu mà họ trả lời được thì lúc này chúng ta tin tưởng, chúng ta lựa chọn. Và cái cuối câu hỏi tí mình sẽ cho bạn một cái câu hỏi thêm nữa, tức là chúng ta sẽ tự có thể chúng ta lựa chọn đúng cái đơn vị cung cấp cho chúng ta và đúng cái nơi mà có thể họ khắc phục được vấn đề chúng ta. Và thì đầu tiên bạn ở đây bạn, mỗi nhà sản xuất họ sẽ có các công nghệ khác nhau, và lúc này hôm nay bạn là mình sẽ trình bày cho chúng ta xíu về cái công nghệ trên các dòng sản phẩm của HP. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng trong một số dòng Aeroba. Vậy bạn, ở đây hiện tại giờ nhìn chung ở tại thị trường Việt Nam chúng ta bạn, thì các sản phẩm của Aeroba hình như nó hơi bị rối loạn trong một số sản phẩm, trong một số cái thị trường hiện tại, và lúc này hầu như người ta chỉ biết click chưa phát huy được một số tính năng thực tế, và những cái tính năng thực tế mà cần phát huy bạn là gần như là không thấy. Tức là giả sử bây giờ bạn, một tính năng mình tìm kiếm, chẳng hạn như mình tìm kiếm về công nghệ AIM kết hợp với Cloud Map, tìm không ra mà nó là cây bạn, tức là người ta giấu đi đến nó các bạn không thấy luôn. Vậy bây giờ mình hỏi bạn làm sao để chúng ta vận hành được những tính năng này đó, thì lúc này người ta cứ đưa yêu cầu là inbox bạn. Trên thực tế đấy là cách mà chúng ta sẽ nhìn nhận được rằng là quan trọng khi bạn inbox được cái người gần sau đó có vận hành trong ta được cái tính năng đó không, cũng là một vấn đề. Cho nên hôm nay bạn, mình sẽ cho bạn thấy nha, những vấn đề bên đây, bên tay phải bạn là những vấn đề chúng ta sẽ phải thấy, và bên tay trái này là cách nó sẽ xử lý. Và đầu tiên bạn, đầu tiên cái vấn đề đầu tiên của mình ở đây, mình sẽ cho bạn thấy đây là các tài liệu và một số công nghệ mà được tích hợp trên cái dòng Xpoint của Aruba HP bạn đây. Đầu tiên công nghệ EMAP. Tiếp theo đó sẽ là mình sẽ nói liên quan tới công nghệ CloudMark trên này bạn. Đây là công nghệ CloudMark. Và thì bây giờ bạn xem xét sơ qua thì lúc này bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ thấy một số vấn đề trong mạng wifi. Thứ nhất, đây bạn, client kết nối quá lâu. Đầu tiên vấn đề số 1, ra đây mình ghi, giả sử mình ghi số 1 bạn, đây giả sử mình đang số 1 nha, đây. Vấn đề số 1 là client kết nối quá lâu vào Xpoint. Kết nối quá lâu bạn, đây
cái này đáng lẽ là mình sẽ phải dùng phấn đỏ nó mới đúng. Đây mình sẽ dùng phấn đỏ nó mới đúng. Cái nó quá lâu và X-Boy tức sao? Ở dùng đây đây. Giả sử bây giờ đây là X-Boy mình đang có, đây là hai X-Boy mình đang có, và lúc này nó sẽ phát sóng ra ông ta các tên phát sóng. Và bây giờ mình sẽ cầm một cái điện thoại. Bây giờ bạn đợi xíu mà mình sẽ cho bạn thấy một cái điện thoại sau bạn. Chiếc điện thoại hiện tại mình đang có bạn, và chiếc điện thoại này sẽ kết nối vào một X-Boy. Thì lúc này nó sinh ra chúng ta một trường hợp là trường hợp gì bạn? Thì lúc này cái điện thoại này nó kết nối quá lâu X-Boy, kể cả việc là nó di chuyển ở khoảng cách rất xa mà nó vẫn kết nối về, thì lúc này xảy ra vấn đề gì? Đây đây bạn, đây đây, lên kết nối quá lâu X-Boy thì lúc này nó sẽ sinh ra chúng ta bên này, đây là cái giải pháp. Đây bạn, ở đây mình ghi là giải pháp đại số 1. Giải pháp này mình sẽ ghi bằng phấn xanh bạn cho dễ nhìn. Đây đây phấn xanh bạn, đây xin phấn xanh, đây là giải pháp, đây là cái vấn đề bạn, đây vấn đề, đây đây chính là vấn đề. Vậy thì lúc này bây giờ bạn, khi mà một thiết bị nó kết nối quá lâu X-Boy thì sẽ sinh ra chúng ta vấn đề gì? Khi mà một thiết bị của bạn nó kết nối quá lâu X-Boy, mà quan trọng cái thiết bị đó bạn, đó là thiết bị theo tiêu chuẩn đời mới hay tiêu chuẩn đời cũ? Đời mới sao? Đời mới là những thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn 802.11ac, tức là tiêu chuẩn Wi-Fi 5 hoặc là Wi-Fi 6. Còn tiêu chuẩn cũ tức là tiêu chuẩn sử dụng ta theo cái tiêu chuẩn mà gọi là Wi-Fi 4 802.11abgn. Là bạn lưu ý ở đây, đây. Thì lúc này bạn, chúng ta sẽ có các thiết bị theo tiêu chuẩn đời cũ, đời cũ và đời mới. Đời cũ là tiêu chuẩn là abgn. Tiêu chuẩn này mới bây giờ sẽ là AC và chúng ta sẽ có AX, đúng chưa? Vậy thì lúc này bạn, khi một thiết bị nó kết nối quá lâu vào một cái X-Boy đó và nó di chuyển nó quá xa, thì lúc này sẽ nhận tới chúng ta một trường hợp. Trường hợp đó gì? Trường hợp này sẽ sinh ra chúng ta là cái băng thông liên kết quá yếu và cái tín hiệu chất lượng quá yếu. Nhưng X-Boy sẽ vẫn dành một khoảng thời gian để cho thiết bị để cung cấp cái thời gian mà xong. Thì lúc này nó sinh ra chúng ta là cái giao tiếp từ X-Boy tệ, và dẫn tới là chất lượng truyền tải nó sẽ kém, mà sinh ra vấn đề là hiệu suất mạng giảm. Đây, cái vấn đề của nó sẽ sinh ra chúng ta chính xác là cái hiệu suất mạng của nó sẽ giảm. Chắc chắn luôn đó, điều đương nhiên hiệu suất mạng của nó sẽ bị giảm xuống. Đó, cách khắc phục sao? Thứ nhất là kiểm tra lại vị trí đó và cái số lượng X-Boy chúng ta lắp tại đó. Cái thứ nhất là vị trí các X-Boy. Đây là vị trí các AB, đó mình ghi thành S là dễ. Thứ hai bạn, tại sao việc mà một cái X-Boy, tức là việc mà một cái clan nó cố tình, tức là mình giả sử nha, việc một thiết bị khác nó cố tình nó kết nối quá lâu vào thiết bị đó mà nó không chuyển tới X-Boy khác, có hai lý do. Một bạn là chúng ta chưa kết hợp dịch vụ roaming, tức là chúng ta chưa kết hợp bật cái dịch vụ roaming trên cái X-Boy. Thứ hai bạn là cái X-Boy, tức là cái thiết bị đó nó cố tình kết nối vào đó và nó không muốn ngắt, thì lúc này nó sẽ cần, thì lúc này bạn ở trên cái X-Boy hoặc là các trên điều khiển sẽ cần tới một cái tác động, tức ở đây mình gọi là tác động theo hình thức chủ động là ngắt kết nối, tức ở đây là chúng ta sẽ cần phải thực hiện việc ngắt kết nối chủ động. Rồi, ngắt kết nối chủ động bạn, chúng ta sẽ thực hiện việc ngắt chủ động như vậy. Và lúc này ở đây mình đang đề cập trên anh này là trên anh HB Aruba là đây mình đang đề cập, đây nội dung này chúng ta sẽ đề cập chúng ta liên quan tới anh HB Aruba đó như vậy. Và lúc này để xử lý cái trường hợp này bạn, thì lúc này để xử lý trường hợp này thì lúc này anh Aruba anh sẽ đưa ra chúng ta một cái yêu cầu, đó chính xác là anh Clan Mac. Đây Clan Mac là bạn chỗ này, Clan Mac đó như vậy. Xong vậy thì cái anh này bạn, anh sẽ làm cái gì trong hệ thống mạng của ông ta? Đầu tiên bạn, khi mà anh phát hiện tới về mặt nguyên tắc theo thời gian, anh Clan Mac này anh sẽ thực hiện việc giám sát về cái sức khỏe, giám sát các sức khỏe của các thiết bị khách theo thời gian real time, tức là theo thời gian thực. Và thì lúc này bạn, khi mà một cái thiết bị mà nó đứng quá xa mà nó không chịu ngắt kết nối, thì lúc này anh Clan Mac anh sẽ đưa ra anh ngắt kết nối luôn để đảm bảo làm cái gì? Khi mà một thiết bị ở quá xa về một X-Boy thì dẫn tới là cái băng thông liên kết không dây sẽ bị giảm xuống. Ở tí bạn nhìn bên trái này, đây một số thiết bị đang có cái mức băng thông rất thấp, và lúc này anh Clan Mac anh cố anh tình anh chuyển tới con X-Boy xa gần nhất có thể nhưng mà vẫn thấp. Thì lúc này bây giờ bạn, một là cho cái nó X-Boy đó, hai là sự kiện việc ngắt.
Và thì lúc này bạn, đối với trong trường hợp này của ông ta thì việc đó, cái việc mà một lần hoặc là thiết bị khác đó cố tình nó lạm dụng cái kênh đó đến cái nơi quá lâu, thì lúc này Elon Musk sẽ tiến hành ngắt cái nối thiết bị đó hoặc là yêu cầu thực hiện theo việc chuyển vùng theo kiểu roaming. Thì roaming nó đã hiện tại bây giờ một số bạn nói roaming nó có mấy tiêu chuẩn ở đây, mà nói ba tiêu chuẩn RKV bạn đây. Roaming chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục các tiêu chuẩn là RKV. R đã bạn, tiêu chuẩn roaming sẽ có là RKV, RK và V. Đây là ba tiêu chuẩn roaming kết hợp với một số exposure sẽ có tiêu chuẩn thoại ra, khi mà chúng ta bật nó sẽ có một menu là enable voice enterprise, nó sẽ có cái chứng nhận. Và đây chúng ta sẽ có thấy một số dòng hiện tại có hỗ trợ công nghệ đó. Để chúng ta bật anh này lên sẽ có chức năng rất quan trọng là chúng ta. Đây là vấn đề đầu tiên lạc lên cái nó quá lâu. Khi mà một lần cái nó quá lâu, nó có hai lý do chúng ta phải lưu ý nha. Một là lần cố tình, hai là exploit không xử lý được. Và lúc này cần anh giữa anh này anh sẽ tiến hành can thiệp. Đó xong. Tiếp tục bạn, cái vấn đề thứ hai đây là mình nói là khi mà bạn có một trường hợp này bạn hay đó bạn, như một dự án gần đây của Job triển khai tại cái tầng, thực tế là triển khai tại cái tòa nhà Vigrasera Hà Nội. Thì lúc này xin cho ông ta là một trường hợp là trong một đống thiết bị. Đây, đây bạn, đây, đây là vấn đề số 2. Trong một đống thiết bị này bạn, nó sẽ tồn tại những thiết bị mới, ta gọi là new. Một số thiết bị cũ ta gọi là old. Đây bạn, đây. Vậy thì những thiết bị mới là những thiết bị sử dụng trên cái băng tầng 5GHz, tức là Wi-Fi 5 và Wi-Fi 6. Trong đó tồn tại một số ít các thiết bị, tồn tại một số ít các thiết bị sử dụng băng tầng cũ 2.4GHz. Cái tỷ lệ này nó sẽ chiếm tầm khoảng 30% bạn, chứ không 30% trong toàn bộ 70%, 100%, 30-70. Vậy thì lúc này đối với trường hợp này, những thiết bị này bằng hình dung này, đây sẽ là con AP mình đang có, đây là con Xboy mình đang có. Vậy thì 30%, ở đây mình cho thêm là 5GHz đây bạn, 5GHz là thuộc lại là 70%, đúng không? 70%. Đó, vậy thì cái số lượng thiết bị này khi nó kết nối vào Xboy này, và cái số lượng kết nối này nó kết nối vào Xboy này, thì nó sinh ra điều gì? Về nguyên tắc, về nguyên tắc thì lúc này bây giờ chúng ta sẽ hình dung là các thiết bị theo tiêu chuẩn cũ thì nó sẽ sử dụng trên băng tầng cũ, dẫn tới cái băng tầng cũ sẽ quá tải. Mà nếu như thiết bị này mà bình thường bạn thấy một số Xboy nó giới này bạn, cái thiết bị hỗ trợ 5G thì không cho chạy 5G mà vẫn còn đẩy xuống chạy 24, quên bạn, đẩy xuống chạy 24. Anh này gặp đâu? Unify mà, anh này gặp Unify, Unify. Đây, đây là một vấn đề đang xử lý ở tại quận 7 Hồ Chí Minh bạn, là quận 7. Đây. Tức này, bình thường mà đấy, cái kênh 24 sao biết được là cái băng tầng 24 nó đang bị nhiễu, thì bạn nhìn bên trái này, đây là một cái văn phòng thực tế mà mình thấy luôn bạn. Về nguyên tắc bạn, nó chỉ mới có 1-2-7 thôi, mà cái băng tầng chỉ số sự nó lên tới 70-80% thì suy ra còn vấn đề nữa. Thế lúc này bây giờ đối với trường hợp này đúng không, là tuyệt đối, thứ nhất là tuyệt đối không cho cái anh 5GHz anh được phép hoạt động 24. Ví dụ sao, cái điện thoại này mình này, hiện tại nó có 20 tầng đâu này bạn, 24 và 5GHz, nhưng mà khi nó kết nối vào một Xboy cũng có 20 tầng là 24 và 5GHz, thì lúc này chúng ta sẽ phải thực hiện một công việc là ép nó chạy 5G. Ở đây mình gọi là tính năng fork. Đây vấn đề số 2 này. Đây, đây là fork 5G, fork 5GHz. Anh này anh sẽ sử dụng kết hợp với đó là cái công nghệ, bạn biết cái công nghệ đó là band steering, cũng do này hết. Tại sao? Về nguyên tắc theo thời gian, khi mà một thiết bị nó kết nối vào mạng của mình thì cái anh Xboy của Aruba sẽ gửi cho chúng ta ra một số các beacons để dò xem anh đó mà có hỗ trợ băng tầng 5G hay không. Nếu hỗ trợ băng tầng gọi là F5G, thì khi bạn hình dung 100% thiết bị chúng ta, 100% thiết bị chúng ta sử dụng cả hai băng tầng. Vậy bây giờ luôn rồi, chúng ta ép hết các thiết bị để chạy trên băng tầng 5GHz, thì lúc này băng tầng 2.4 của chúng ta nó sẽ trống đi và nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng vẫn phải lưu ý, đối với trong trường hợp mà chúng ta triển khai các cái Xboy trong môi trường văn phòng thì không cam kết đối với băng tầng 24. Đây bạn, băng tầng 24 là băng tầng không cam kết. Đây, không cam kết. Và chúng ta đây, chúng ta chỉ xử lý hỗ trợ trong việc là chúng ta sẽ giảm thiểu cái vấn đề sự cố trong băng tầng thôi, chứ băng tầng không cam kết. Đó. Thì một ví dụ đơn giản nhất là bạn thử trong giờ còn đi, bạn kết nối một thiết bị, cùng một thiết bị đó, là một cùng một Xboy đó, lấy cho mình một cái thiết bị hỗ trợ băng tầng 24 và một thiết bị có 5G ping ra internet. Cái anh 24 bạn chỉ số ping rất cao, trong cái anh tầng 5G chỉ số ping rất đều và rất thấp.
Đó được xem là một trong những vấn đề mà hôm nay chúng ta sẽ phải lưu ý. Tiếp tục vấn đề số 3 đây, chúng ta lưu ý. Đây là những cái vấn đề thực tế đã được anh Aruba đề cập rất nhiều. Và đây thực tế mình đưa ra, mình giải thích cho bạn dễ hiểu chứ. Cho những vấn đề này, kỹ sư của Mythic gặp hồi và xử lý hồi luôn. Kể cả mình xếp bằng cái vấn đề tiếp theo này mà Glenn cố gắng cái nơi một Xboy bị overload. Đây là vấn đề của Unify bạn đây. Vấn đề thứ 3 là vấn đề Glenn cố gắng kết nối với Xboy bị overload. Đây, tức là Glenn nó vẫn cố gắng, nó biết rồi nhưng mà nó vẫn kết nối với một cái con AB nó bị overload. Đó, em ghi là overload. Đó, như vậy xong. Thì lúc này bây giờ mình nói bạn là overload nó là gì bạn, rồi nó còn có nên là overheat. Đây, overload và overheat. Đây, chúng ta lưu ý overload sinh ra chúng ta cái kết quả sẽ là overheat. Đó, như vậy. Vậy thì cái này, cái ý của nó sao bạn? Tại sao nó có là cái overload với overheat? Sinh ra chúng ta điều này có nghĩa gì? Ở chung, một cái exploit khi nào nó bị overload? Ở đây đơn giản nhất, ở đây mình vẫn phải đề cập ta xíu là một số exploit. Hôm trước bạn ở đây mình chỉ bạn luôn này, vui cái vụ thì vui lắm bạn, cái này vui, vui rất vui. Hôm trước bạn có một cái đội kỹ thuật, họ làm về, họ nhận các thiết bị của dòng Ryzen. Sau đó họ tiến hành là họ nói một cái yêu cầu đơn giản này. Bây giờ họ tiến hành họ cô lập các thiết bị Glenn, thì lúc này bạn gọi sang bên cái phòng kỹ thuật của thằng Ryzen, bạn Việt Nam mình gọi sang nó, không biết nói sao bạn. Bây giờ bạn nói này, cô lập lên thì vui lòng cấu hình trên con router, đừng cấu hình con Xboy, thì lúc này nó vô lý cực kỳ. Mình sau đó mình rất bực bội. Sau mình mới yêu cầu bạn ấy là gửi cái thông tin về cái giám đốc kỹ thuật nó đến người ta làm việc, bởi vì cái này nó sai hoàn toàn. Cô lập thiết bị trong mạng mà khi mà những thiết bị có nó Xboy là tất cả tính năng nó sẽ được thực hiện hết trên Xboy, mà đi báo khách hàng là phải thực hiện trên cấu hình trên con router. Sau khi cấu hình xong bạn tìm không ra, bạn tìm đúng lúc này. Bây giờ mình nói bạn chiêu này, bộ định tuyến hay gọi là router chỉ thực hiện các chức năng liên quan tới lưu lượng internet. Bộ chuyển mạch là thực hiện chức năng chuyển lưu lượng từ bộ định tuyến tới Xboy, và Xboy là điểm cuối cùng kết nối thiết bị khách, và trên đó nó sẽ thực hiện các cơ chế cô lập. Tự nhiên báo con ta là phải đi cấu hình trong con router, con ta đi tìm hoài không có, xong bắt đầu suy nghĩ hoài tiện pháp, cuối cùng bạn lúc này mới phát hiện ra là cái người đó họ cái bạn kỹ thuật đó không, nói chung là không có có nói về vấn đề năng lực bạn. Ở đây mình nói gần như tư vấn rất quốc bạn, dẫn tới nào là khách hàng triển khai sai. Mà đặc biệt bạn lưu ý nha, bạn lưu ý chỗ này nè, bạn hình dung bạn sẽ có con exploit, bạn tới con switch, bạn tới con router. Đây, gần 800 thiết bị kết nối vào con Xboy này. Bạn ấy nói là cô lập thiết bị thì lên router cô lập. Thì lúc này vui bạn, cái dữ liệu người ta nó đi tới con Xboy, đi tới con switch, đẩy lên con router, xong router xử lý xong trả xuống. Thì lúc này bạn hình dung nè, cái dữ liệu của người ta phải đi ra con này, đi tới đây, đi đây, tốn một chi phí rất đáng kể. Sau đó tự dưng con router đại đi xử lý lên cô lập. Thì lúc này bây giờ cái này thì nó đưa ra chúng ta vấn đề là nó sai hết. Thì lúc này bây giờ cái điểm nào là điểm mà kết nối đầu tiên thứ bảy vào thì cô lập. Ví dụ nếu mà các máy tính bàn kết nối switch này mà cô lập các máy tính bàn là phải xử lý trên con switch. Nếu mà các thiết bị kết nối vào con Xboy này cô lập thì phải cô lập ngay trên con Xboy, tuyệt đối không được xử lý trên bộ tuyến, đặc biệt trong môi trường độ cao. Cho nên lúc này bạn hình dung này, cái người mà người ta vận hành trong một hệ thống có thể gọi là lên tới vài nghìn cho tới hàng chục nghìn người dùng bạn, thì lúc này họ đơn giản nhất vẫn là hệ thống phân tải, và các tính năng sẽ được tách ra để xử lý bởi những thiết bị bên dưới chứ không bao giờ gộp vào cái bộ định tuyến đó. Cho nên lúc này chúng ta lưu ý rằng khi mà nghe xong cái đó xong, bây giờ mình nói là mình tá qua một điều này, cái bạn là bằng tư vấn nó rất tệ vậy bạn, tư vấn cấu hình này nên dẫn tới cái trường hợp mạng của bạn nó bị thất bại là từ đó. Đó, chúng ta lưu ý. Vậy bây giờ bạn, khi mà client kết nối với một AB overload nó xảy ra trong hai điều kiện xảy ra overload. Thứ nhất là cái kênh chúng ta bị overload. Overload chính xác là cái chỉ số mà channel mà nó lên quá cao, tức là kênh hỏng thì nó sẽ overload. Mà lúc này bạn kênh nó đã overload mà lên quá kết nối vào đó thì dẫn tới là nguyên cái Xboy chúng ta sẽ trở nên trạng thái là overheat, tức là nó tan vỡ, ta gọi là vỡ tan. Tan tành luôn. Vậy cho nên lúc này bây giờ đối với trường hợp thì anh này anh can thiệp vào, đối với cái đó thì sao, đối với đó sao? Đây là phần số 3 mà mình đề cập đó. Đây là phần số 3. Đây chúng ta, khi mà xảy ra cái tình trạng này bạn, thực tế trên cái dashboard của mấy trên điều kiện thấy hết cho vào không thấy,
nó thấy hết bạn. Có điều là ở đây là chúng ta chưa ấy, chúng ta chưa thấy thôi, chứ khi mà thấy hết vậy thì lúc này chúng ta làm sao ra đây? Thì lúc này đối với trường hợp này đúng không, là exploit nó phải biết được thực tế trình điều khiển. Trình điều khiển sẽ thực hiện việc chuyển, tức là chuyển cái thiết bị này sang exploit láng giềng bên cạnh để thực hiện giảm tải cho kênh nó. Tức là sao? Đây bằng hình dung. Giả sử bây giờ bạn, mình ví dụ bằng hình dung nha. Đây, ví dụ bằng hình dung. Đây, đây là AB1. Ví dụ đây là AB1. Anh đây sẽ là AB2. Đúng chưa bạn? Đây sẽ là AB3. Đúng không? Đó, AB3. Anh giả sử mình có đây là cái smartphone này, có đây, giả sử đây mình có cái smartphone này, giả sử đây, đây cái smartphone em có đúng không? Đó, bạn coi đây em có smartphone này. Đúng không? Đó. Thì smartphone này của mình nó kết nối vào ngay anh 331 này, nhưng nó cố tình kết nối vào, nhưng anh này anh bị overload, mình viết tắt là overload, overload đi. Thì bản thân cái trình điều khiển của ba này này, anh biết hết, anh sẽ cố tình anh ngắt anh này đi. Anh yêu cầu cái anh AB1 anh hủy thực, và lúc này anh sẽ tự động chuyển sang cái nơi này. Đó, bạn thấy chưa? Và lúc này tự động giảm tải cho này. Vậy anh nào xử lý trên các dòng HB thì suy ra anh này. Vậy thì bây giờ bạn ở đây mình đề cập cho anh xíu, để mình đặt thử xíu, ta xem. Đây bạn, đây. Bây giờ chúng ta sẽ có cái vấn đề đây. Thực tế bạn, cái tính năng mà ClientMark là một cái tính năng nó giúp chúng ta theo dõi được cái trạng thái và cái sức khỏe của các máy khách khi kết nối vào các thiết bị của Aruba sử dụng công nghệ. Lưu ý chỉ sử dụng các công nghệ theo tiêu chuẩn NAC và ít, thì lúc này Aruba mới hỗ trợ ClientMark, còn lại bỏ hết. Cho nên lúc này bạn các series 1 lên 5 làm gì hỗ trợ. Cho nên lúc này chúng ta lưu ý kỹ cái trường hợp này để đảm bảo rằng cái tính năng rất quan trọng, và hiện tại giờ nó đã xử lý được bài toán này. Cái vấn đề tiếp theo bạn là vấn đề cuối cùng trong mạng chúng ta, là vấn đề mất cân đối băng tần. Đây, vấn đề tiếp theo là mất cân đối băng tần 4. Đây. Vấn đề tiếp theo này là chúng ta sẽ mất cái cân đối băng tần mà. Mất cân đối băng tần. Băng tần. Tí nữa mình sẽ kể cho bạn một cái câu chuyện rất hay về một cái trường hợp là hiện tại tại một vị trí của khách hàng, hiện tại sinh ra vấn đề lắp quá nhiều wifi sẽ sinh ra chúng ta một vấn đề liên quan tới nhức đầu và vấn đề liên quan tới khó sinh. Và thì bây giờ bạn, mất cân đối băng tần là vấn đề thứ 4, và làm sao xử lý được anh này mất cân đối băng tần sau đây. Thực tế nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề wifi là phải biết được nhiêu đây thì lúc này chúng ta mới tầm soát được vấn đề. Còn nếu mà nói về vấn đề wifi là giá của này như là thôi xác định. Nói chung làm thế nào chúng ta biết được một hệ thống nó bền vững, thì đơn giản mà cái đơn vị nào hay cái nhà bán hàng mà quan tâm về giá là chắc chắn, mình nói chắc chắn bằng cái tỷ lệ mình thất bại mà phải lên tới 90% luôn, có thể 99% luôn. Và thực tế là mình đa số mình sẽ thấy vậy. Và thì bây giờ đối với trường hợp là mất cân đối băng tần, tức sao? Một exploit, mỗi exploit nó sẽ có 20 tầng, giả sử bên trái là 24, bên phải là 50 hết, và có thể có nhiều hơn nữa. Vậy mất cân đối băng tần tức là các băng tần sẽ được phân bổ bởi các thiết bị một cách rời rạc với nhau, và lúc này ông nào như ông nào. Và lúc này bây giờ bạn làm sao để ép tức là sao? Giả sử khi mà một băng tần 24 nó sẽ có một cái sức khỏe, nó đây mình ghi bạn. Cái chỉ số CO được xem là chỉ số quyết định sức khỏe, tức là channel antigen. Nó là một chỉ số quyết định được cái sức khỏe của một kênh, được thể hiện trên dashboard của một số exploit. Và lúc này bây giờ bạn, sức khỏe của mỗi kênh nó sẽ dựa vào chất lượng hiện tại giờ chúng ta đang triển khai, tức là chất lượng môi trường ta triển khai và cái mật độ người dùng. Càng nhiều người dùng chừng nào thì lúc này thì cái chất lượng kênh ta sẽ trở nên xấu đi chừng đấy, và một số yếu tố liên quan tới khoảng cách và vật cản không gian. Và mất cân đối giữa các băng tầng nó sẽ gây ra chúng ta một vấn đề, dẫn tới chúng ta sẽ dễ bị overload những cái kênh bên trong đó, và cuối cùng hiện tại là cái việc truyền tải dữ liệu sẽ trở nên khó khăn hơn, và sẽ mất cân đối giữa các thiết bị người dùng trong mạng ta. Và thì bây giờ đối với trong trường hợp mà nó mất cân, tức là mất cái cân đối băng tầng thì làm sao điều chỉnh, thì lúc này vẫn anh này. Cho nên lúc này bạn, mình nói này, khi mà bạn mua một cái exploit làm sao nó xử lý được hết bốn cái ông này, đây mới gọi là một cái vấn đề quan trọng nhất. Mình nói là bây giờ tôi mua exploit của ông thì ông có cái công nghệ gì không? Bây giờ bạn mà mình nói bạn nè, bây giờ nha, bạn mua exploit mà người ta nói này nè, để mà xử lý được bài toán nhiễu là đặt kênh theo quy tắc 161, là mình nói cái này là sai hết. Hồi xưa bạn là đặt tỉnh cái kênh 161 đúng, chứ bây giờ mình ví dụ bạn nè, bạn triển khai cái hệ thống exploit cho một khách sạn bao gồm có 100 exploit đi, bạn ngồi đặt 161, 161 lỡ đâu
bây giờ nó ác các bạn, là một ai đó họ mang quả Expo, họ gắn vào ngay kênh một trùng với kênh một của quả Expo này, bạn đi bạn đổi hết 99 còn lại là sai vô cùng. Cho nên lúc này bây giờ nó là khi triển khai trong điều kiện hiện tại bây giờ, bạn nào nói với mình là bây giờ đặt kênh tỉnh 161 là nó sai gần như 100%. Và lúc này chúng ta mới hiểu một điều rằng là bạn này có tính chất khá là truyền thống về vấn đề kỹ thuật để sau này chúng ta triển khai. Vậy thì bây giờ bạn xoay lại vấn đề bốn yếu tố được xem là bốn cái tính chất quyết định chúng ta sẽ xử lý hầu hết được một cái bài toán trong mạng, và nó được xem là một cái bài toán để giúp cho chúng ta sẽ thực hiện việc chúng ta sẽ đảm bảo rằng những tính năng trong mạng ta phải có, và anh này trên Aruba sẽ xử lý gần hết các công nghệ hiện tại bây giờ được áp dụng trên này, xử lý được các bài toán này. Nhưng hiện tại bây giờ bạn lưu ý nha, công nghệ này hiện tại chỉ trở thành là một công nghệ sau, và cuối cùng Aruba đã phát hành cho ta một tính năng mới hơn, chính xác là Airmax Technology các bạn. Đây là cái tài liệu về Airmax Technology, và đây được xem là một trong những công nghệ sử dụng AI để phân tích phổ sóng. Vậy thì cái hiệu quả nào khi mà sử dụng AI trong cái việc là hiện tại phân tích phổ sóng đối với việc là chúng ta sẽ sử dụng lần. Thực tế AI sẽ góp phần giúp chúng ta sẽ phân tích chính xác hơn về cái vấn đề sóng hiện tại và sự thay đổi thích ứng. Thông thường bạn cái công nghệ Climax là công nghệ sử dụng dựa trên thuật toán cố định, còn đối với AI sẽ giúp chúng ta sẽ xây dựng trên những cái thuật toán mang tính chất linh động và thay đổi một cách ngẫu nhiên. Nếu như mà chúng ta sử dụng một số dòng sản phẩm Workers thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ lưu ý một điều rằng bạn là họ sẽ có một số cái công nghệ liên quan tới quét nền, tức là background scan. Nhưng đối với hiện tại bây giờ, đối với cái dòng sản phẩm của Aruba, họ sẽ sử dụng một số công nghệ liên quan AI và sẽ tự quét theo không gian luôn. Và cái việc xử lý, phân tích, xử lý và điều khiển trở nên rất nhanh chóng, đặc biệt là các series 6 sau này. Đó, như vậy. Rồi, như vậy, đó là được xem là những cái thông tin mà mình đã hướng dẫn chúng ta sẽ xem xét và chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta một số cách để chúng ta sẽ xử lý các vấn đề về mạng Wi-Fi trong mạng doanh nghiệp chúng ta. Đúng không? Bạn like, subscribe và mình cũng share cái này tới như bạn, cảm ơn và hẹn lại bạn trong những video sau.